Hội nghị giao ban xúc tiến thương mại với hệ thống thương vụ Việt Nam ở nước ngoài vừa được Bộ Công Thương tổ chức. Đây là hội nghị thứ 3 thuộc chuỗi chương trình hội nghị giao ban xúc tiến thương mại với hệ thống thương vụ Việt Nam ở nước ngoài, được Bộ Công Thương thực hiện định kỳ hàng tháng kể từ tháng 7 năm 2022. Hội nghị diễn ra theo phương thức trực tiếp kết hợp trực tuyến nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho đông đảo đại biểu từ các thương vụ Việt Nam ở nước ngoài, các cơ quan và doanh nghiệp liên quan từ 63 tỉnh, thành phố trong cả nước tham gia. Tại hội nghị, Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên nhấn mạnh, hội nghị giao ban xúc tiến thương mại với hệ thống thương vụ Việt Nam ở nước ngoài đã dần trở thành một kênh xúc tiến xuất nhập khẩu mới, nhanh và hiệu quả. Qua đó, các hiệp hội ngành hàng, doanh nghiệp xuất khẩu có thể tương tác trực tiếp với các tham tán thương mại, cán bộ thương vụ Việt Nam ở nước ngoài để kịp thời đề xuất nhu cầu hỗ trợ mang tính thời sự. Bộ trưởng đề nghị các tham tán thương mại, cán bộ thương vụ, văn phòng xúc tiến ở nước ngoài chia sẻ các thông tin cập nhật thời sự về thị trường sở tại, phân tích dự báo các diễn biến có thể tác động tới kinh tế, hoạt động xuất nhập khẩu và đánh giá cơ hội xúc tiến xuất khẩu, khai thác thị trường sở tại trong thời gian tới. Theo số liệu thống kê, 9 tháng năm 2022, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa của cả nước đạt hơn 558 tỷ đô la Mỹ, tăng 15,1% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, kim ngạch xuất khẩu đạt gần 283 tỷ đô la Mỹ, tăng 17,3%. Kim ngạch nhập khẩu hàng hóa đạt 276 tỷ đô la Mỹ, tăng 13% so với cùng kỳ năm 2021. Xuất siêu 6,52 tỷ đô la Mỹ. Đây là kết quả tích cực phản ánh sự nỗ lực của ngành công thương với sự chỉ đạo quyết liệt của chính phủ, sự phối hợp của các bộ ngành, hiệp hội, doanh nghiệp. Tại hội nghị, các thương vụ Việt Nam ở nước ngoài đã cung cấp tài liệu báo cáo tình hình thị trường cập nhật trong tháng, một số quy định chính sách điều chỉnh mới của thị trường sở tại có tác động tới thương mại Việt Nam và các khuyến nghị về hoạt động xúc tiến thương mại phù hợp tại nước sở tại, làm cơ sở cho các địa phương, hiệp hội, doanh nghiệp xây dựng, điều chỉnh chiến lược, kế hoạch sản xuất kinh doanh phù hợp. Khu vực tỉnh Tứ Xuyên và thành phố Trùng Khánh trong thời gian tới có thể là thị trường xuất khẩu thuận lợi cho các nước, trong đó có Việt Nam, và để thực hiện kế hoạch liên kết vùng này với hai địa phương, chắc chắn sẽ có nhiều chính sách thúc đẩy xuất nhập khẩu hàng hóa và thu hút đầu tư và quan hệ kinh tế thương mại Việt Nam với Trùng Khánh như là với tỉnh Tứ Xuyên sẽ có những bước phát triển và kim ngạch thương mại hai chiều chắc chắn sẽ tăng trưởng đáng kể. Sắp tới, dự án đầu tư đang được xúc tiến do Ủy ban Thương mại thành phố Trùng Khánh giới thiệu và hỗ trợ, đó là công ty hữu hạn cơ điện Phu Trang Trùng Khánh. Thì công ty này dự định đầu tư khoảng 40 đến 50 triệu USD cho nhà máy sản xuất bánh răng chuyển động, ô tô điện và xe máy tại dự kiến thì tại Hải Dương và Hưng Yên, tức là phía doanh nghiệp sẽ dự kiến là tháng 10 đến 11 tới sang khảo sát thì mới lựa chọn địa điểm đặt nhà máy tại một trong hai điểm của tỉnh Hải Dương hoặc Hưng Yên. Thì cũng mong chỗ những khu đầu tư nước ngoài cũng như là địa phương liên quan thì tạo điều kiện. Và cũng có đề nghị với Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đẩy nhanh thủ tục mở cửa thị trường đối với mặt hàng khoai lang tím. Qua trao đổi với Ủy ban Thương mại Trùng Khánh cũng như là doanh nghiệp Trung Quốc thì được biết là Trung Quốc có nhu cầu rất lớn về mặt hàng khoai lang tím. Theo khảo sát thì Trung Quốc có nhu cầu khoảng 30 triệu tấn trên năm. Thì thành phố Trùng Khánh thì cũng đang có hướng là muốn thành lập trung tâm phân phối tiêu thụ khoai lang tím. Vì vậy là cũng mong muốn được sự hỗ trợ của các địa phương, đơn vị liên quan của Việt Nam để có thể trung tâm này khi thành lập thì có thể đảm bảo nguồn cung ứng sau khi mặt hàng khoai lang tím được mở cửa thị trường. Đối với doanh nghiệp, kiến nghị đối với doanh nghiệp thì tôi cũng đề nghị doanh nghiệp tiếp tục tìm hiểu và nghiên cứu kỹ hướng dẫn của Bộ Công Thương và Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn để sớm hoàn thiện việc chính cấp mã đăng ký doanh nghiệp sản xuất thực phẩm xuất khẩu trên thị trường Trung Quốc. Thì thời gian qua thì khi mà văn phòng Trùng Khánh có đăng tin về nhu cầu nhập khẩu một số mặt hàng của khách hàng Trung Quốc thì cũng nhận được rất nhiều email và điện thoại của doanh nghiệp Việt Nam đề nghị hỗ trợ tìm kiếm khách hàng. Tuy nhiên văn phòng trao đổi kỹ thì giống như các doanh nghiệp đã đang làm thủ tục đăng ký, nhưng có những doanh nghiệp thì chưa nắm được thông tin cần phải làm thủ tục thế nào thì cấp mã đăng ký doanh nghiệp sản xuất thực phẩm xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc. Vậy là cũng là đề nghị doanh nghiệp nghiên cứu và tìm hiểu kỹ để làm thủ tục để đảm bảo đủ điều kiện xuất khẩu hàng sang Trung Quốc. Hôm nay là gạo, thì sau đây sẽ có thể là điều, hạt tiêu hay là những cái sản phẩm khác nữa để đưa vào thị trường Pháp để xây dựng thương hiệu. Đây là một cái những cái điều này đã nằm trong một cái kế hoạch tổng thể mà Thương vụ đã xây dựng,
báo cáo vụ thị trường châu Âu châu Mỹ và cùng phối hợp với cả cục xúc tiến thương mại để triển khai tổ chức, đặc biệt là trong năm 2023. Có thể khẳng định là việc đưa hàng hóa Việt Nam tiếp cận vào cái chuỗi phân phối nước ngoài để bán tại cái thị trường sở tại cho người tiêu dùng bản địa và dưới thương hiệu của Việt Nam là một cái phương thức xuất khẩu bền vững và hiệu quả. Tuy nhiên cũng phải khẳng định đây không phải là một sân chơi cho tất cả các doanh nghiệp, kể cả những doanh nghiệp đã và đang xuất khẩu sang châu Âu. Nó chỉ dành cho một số ít những doanh nghiệp thực sự bài bản, có tầm nhìn và đã có kế hoạch phát triển rất bền vững. Để tiếp cận được cái phân khúc cuối cùng của thị trường bán lẻ này thì trước hết là đòi hỏi những hiểu biết về tính chất của thị trường và phương thức vận hành của hệ thống bán lẻ. Với cái đặc thù đó thì trong cái thời điểm hiện tại thì xin khẳng định là cái vai trò của thương vụ Việt Nam tại nước ngoài là phát huy được tối đa. Và tiếp theo đó là về phía doanh nghiệp, các doanh nghiệp cũng cần phải có sự sẵn sàng với cái kế hoạch hành động dài hạn hướng tới sản xuất hàng hóa có giá trị gia tăng cao và mang tính bền vững để có thể triển khai ngay lập tức khi mà có cơ hội. Hỗ trợ các cái doanh nghiệp Việt Nam sang thì chúng tôi cũng đã gặp rất nhiều trường hợp, và trong đó có những trường hợp là họ yêu cầu là phải tư vấn về các vấn đề thủ tục. Thì ở nước Mỹ có 50 bang thì rất nhiều các cái thủ tục nó tương đối khác nhau và cần phải nghiên cứu. Thì trong các cái bộ phận của các thương vụ và chi nhánh thương vụ thì liên hệ với nhau tương đối chặt chẽ, và thậm chí là tôi nghĩ là một nhiều lần trong một tuần để trao đổi về những cái vấn đề mà mình cần quan tâm và mình cần hỗ trợ cả lĩnh vực nông nghiệp hay là lĩnh vực về các hoạt động mang tính chất sự kiện và những cái vấn đề về đầu tư. Đặc biệt đây là chúng tôi cũng thông tin là ngay cả việc Vietcombank đã có trụ sở ở Mỹ đặt tại New York và cũng đã liên hệ đến vùng Texas của chúng tôi và đang hỗ trợ những cái rất lớn để trong vấn đề vay vốn, và đấy chính là một cái sự đảm bảo để có thể giám sát các cái luồng tiền, các cái vấn đề đầu tư hay là những cái vấn đề mà có thể xảy ra rủi ro. Và chúng ta là người Việt thì ít nhất là hàng rào ngôn ngữ và các cái vấn đề về các cái thủ tục thì đã có những cái nhà băng lớn của Việt Nam, lớn nhất là băng đang hiện hữu ở Hoa Kỳ, và các doanh nghiệp nên lưu ý để sử dụng các thương hiệu của họ. Hiện tại thì chính phủ Mỹ thì rất quan tâm đến cái việc là nâng cấp các cái quan hệ lên cái tầm cao hơn với Việt Nam để làm gì? Để họ tiến hành những cái hoạt động có thể chuyển giao công nghệ hoặc là tham gia vào những cái sâu hơn vào các vấn đề đấu thầu hay là các vấn đề công nghệ cao. Thì cái việc đó thì các hoạt động không thể chỉ riêng ở bên chính phủ, nghĩa là ở vùng Washington DC, mà ở các bang họ đều tiếp cận các cơ quan ngoại giao, và đặc biệt không phải họ chỉ tiếp cận với Việt Nam mà họ tiếp cận với rất nhiều nước ở châu Á. Qua đó thì chúng tôi thấy được rằng là họ rất mong muốn đến Việt Nam, rất mong muốn đến Việt Nam và rất mong muốn là mình có một cái đầu bài cho họ, chứ không phải chỉ là cái vấn đề là chào mời để chỉ cho thuê đất, mà vấn đề là mình phải có một cái dự án được mô tả một cách rõ ràng, một cái kế hoạch kinh doanh một cách tương đối thì họ mới bắt đầu họ đưa vào, bởi vì là phần lớn là họ là những cái tập đoàn, họ về vốn thì có lẽ không phải là vấn đề lớn, nhưng mà vấn đề chính là cái thủ tục kinh doanh nó như thế nào và có lời hay không, và họ chuyển giao cái gì cho Việt Nam hoặc họ mua cái gì từ Việt Nam. Thì đấy là những cái vấn đề mà các chính khách của bên vùng Nam Hoa Kỳ họ có đề xuất với bên tổng cục chứng khoán và chủ tịch thương vụ. Chuỗi chương trình hội nghị giao ban xúc tiến thương mại với hệ thống thương vụ Việt Nam ở nước ngoài là một trong những giải pháp để phát huy và khẳng định vai trò ngày càng quan trọng của hệ thống cơ quan thương vụ Việt Nam ở nước ngoài, đồng thời tạo ra kênh trao đổi thông tin trực tiếp, thống nhất và nhanh nhất giữa các cơ quan thương vụ Việt Nam ở nước ngoài với các đơn vị chức năng thuộc Bộ Công Thương, địa phương, hiệp hội, doanh nghiệp xuất nhập khẩu trên cả nước.